hình như bạn hơi căng thẳng đúng không? Ủa cứ ngồi đi. Sao mà mới xuất hiện mà khán giả đã cười dữ vậy? Căng thẳng quá. Trời ơi, sao rung vậy? Tên là gì? Em tên là Nguyễn Đức Minh Tuấn. Nguyễn Đức Minh Tuấn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh về... Bảo em mở quán cà phê á. À, mở quán cà phê. Dạ. Bạn làm chủ quán cà phê. Dạ. Rồi, mời bạn nữ đi. Và bây giờ, mời em. Wow. Rất là trang nhã. Ấn tượng đầu tiên hết sức là trang nhã và lịch sự. Chị chào em tên gì? Dạ, em tên Hoàng Ngọc Kim Khánh. Kim Khánh? Dạ. À, Kim Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi, em già rồi. Kia tới 31 tuổi lận em. Dạ. À, mình không già, mình còn rất trẻ. Khánh hiện nay đang làm gì? Dạ em cũng là kinh doanh tự do chị. Kinh doanh tự do, dạ. Có nghĩa là? Em có một cái shop bán đồ của nít. Đồ trẻ em? Dạ. Một bên bán quần áo trẻ em, bên bán cà phê. À, tôi xin hỏi bạn Tuấn nè. Hình như bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không? Dạ cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. Đã hồi hộp chú. Hồi hộp chút xíu rồi. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, hai cái tay này ngồi vịn đầu gối cứ ngắt không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy... Vậy là bạn yếu bóng quý hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? À, một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em? Em nói rõ cái sexy chị nghe coi nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị cắt tường được ạ. Trời ơi. Chị Cát Tường cân đối dữ rồi nha. À, chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. À, bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. À, em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Thì dạ. Em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu. Cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Wow. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh, của em sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đây em không biết được chị. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Dạ. Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Yeah. À, đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị. Em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình. Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này em sẽ tìm được một nửa thời sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Dạ. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi. Hơi bị lụy và tình yêu một tí. À. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì cả như em cũng nói thẳng. Thẳng thắn, dạ. Chấm dứt, được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp, vun đắp mà không được là chia tay. Dạ, chia tay sớm rồi. Mất đau khổ. Dạ đúng rồi. Em ha, dạ. À, ở một mình cho nó vui. Cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. À còn bên đây, theo em thì chúng ta yêu rồi em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy à. Nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ hồi đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng hai ba mối tình rồi. Hai mối tình sẽ chưa tiến tới. Quen nhau xong mình tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. À, bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi ba vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai. Thực sự cái tuổi của em thì em không còn mê đẹp trai nữa. Dạ, nhưng mà em cần là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùng thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không đó đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. À. Em rất là hy vọng như vậy. 2, 3. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Nó gì? Căng thẳng quá. Căng thẳng quá. Rung quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn Cát Tường nha. Thôi. Dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Dạ. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút mặc dù em không có được như vậy.
chị đùa một tí thôi. Cái nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể nể một tí. Còn sự thật thực hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi, tới anh, để từ từ. Anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Đúng cái mẫu người của em không? À, cũng đúng rồi. Nhưng mà theo em có sexy không? Chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá à? Có thể như tiêu chuẩn mới đi sexy nha. Ba vòng bằng nhau nha. Để em coi. Kín đáo không có nghĩa là không sexy nha. Chào em. Chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy. Đấy. Cao ráo. Đấy. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à. Nó chơi vui thôi. Ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng đó anh Linh. Nói tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha. Tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi xin mời bạn quay mặt qua đây. Chưa, từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên đó thôi. Rồi mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút nhìn nhau và bấm nút 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. Anh cũng vậy. Anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, anh đâu có căng thẳng đâu. Em thấy anh hơi căng thẳng. Dạ. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Như là, có như là anh nghĩ không? Gần như vậy. Dạ. Có cái em không sexy như anh nghĩ không? Không, sexy thì có phải là đúng không? Nhìn bề ngoài mà phụ nữ thì cũng như quyến rũ là được. Dạ. Sexy, nên không ạ? Dạ. Giống chị Tường không? Chắc chắn không bằng rồi. Dạ. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ phải giỡn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì tiến tới cũng được. Dạ. Thì thôi mình tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhanh bạn lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bạn này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi hết thời gian hết rồi. Hết rồi, thời gian thì không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục ghê vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3 Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu. Cùng một lúc, không trước không sau gì cả. Em phát biểu một cảm xúc tại sao mà em nhấn nút. Chị thấy người cái giờ này mà cái bếp vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Anh cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em thì thích nghe mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là sao? Bạn thấy bạn cũng mới nhìn thấy cũng bạn gái dễ thương, nước vàng da trắng. Em kiếm thấy ngộ ngộ. Ngộ dạ? Ngộ là sao em? Dạ. Em kiếm mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bạn yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Chị nắm... thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay ghé cho nó. Đó, cái gì mà nó lộn xộn. Đứng bên đây thì nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi, mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp.
Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp là lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Còn bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng là có, bạn tôi cũng hy vọng như vậy. Và chị cũng xin thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò gửi tặng hai em một món quà. Và hy vọng rằng là lần này em đã tìm được một cái đối tượng có thể che chở bảo bọc cho mình. Và chị hy vọng rằng cái câu chuyện hẹn hò này sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp nhất mà chúng ta đều hằng mong muốn, đó là kết hôn. Đúng rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nắm tay nhau đi cho tình tứ.